Chúng ta nghiệp chướng nặng nề, sám trừ như thế nào? Sám trừ là sửa đổi. Kinh điển là tiêu chuẩn để biện định thị phi, thiện ác. Bắt đầu học từ chỗ nào? Đức Thế Tôn chỉ dạy chúng ta bắt đầu bằng thập thiện nghiệp đạo. Ngẫu Ích Đại Sư có soạn tiết bổn cho thập thiện nghiệp đạo kinh dài hơn tiết bổn của tôi. Hãy dùng nó để sửa lỗi, đổi mới rất thực dụng. Trong thực tế, những năm qua, ba món căn bản của Nho, Thích, Đạo do chúng tôi đề xướng là có căn cứ hay không? Có phải là bịa đặt, đồn thổi hay không? Có căn cứ. Căn cứ gì vậy? Căn cứ theo điều thứ nhất của Tịnh Độ Tam Phước. Hiếu dưỡng phụ mẫu bằng cách nào? Phụng sự sư trưởng bằng cách nào? Chúng ta thi hành đệ tử quy. 113 điều trong đệ tử quy đều là hiếu thân tôn sư. Xuất phát từ tịnh nghiệp tam phước. Đối với từ tâm chẳng giết, chúng ta bèn thực hiện Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Đạo Gia. Do sách ấy giảng nhân quả giáo dục. Để thực hiện câu cuối cùng, chúng ta tu thập thiện nghiệp. Do vậy, chúng ta thi hành ba món căn bản của Nho, Thích, Đạo. Để là dựa trên điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước. Trước hết, quý vị thi hành ba món căn bản. Sau đấy mới có thể nhập Phật môn, mới có thể thực sự tiếp nhận tam quy ngũ giới. Điều thứ hai là thọ trì tam quy, trọn đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Trong điều này, chuyện rất tuyệt vời là trọn đủ các giới. Trọn đủ là chẳng thiếu một điều nào. Trong tiểu thừa có bao nhiêu điều? 3.000 oai nghi, tức 3.000 điều. Đại thừa có bao nhiêu điều? 84.000 oai nghi. Bồ Tát mà. Tận thiện tận mỹ. Nhiều điều như thế do đâu mà có? Thưa quý vị, từ đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp triển khai, 84.000 oai nghi Bồ Tát quy nạp lại sẽ là ba thứ này, mà triển khai ra sẽ nhiều như thế đó. Love.